để kịp thời giúp các địa phương ven biển khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ kịp thời đến các khu dân cư ven biển, trường học, âu thuyền, cảng cá giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão. Ngay sau khi bão đi qua, thành phố Đà Nẵng tuy không bị ảnh hưởng lớn do bão gây ra, nhưng trận mưa lớn kèm dông lốc đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước, cây cối ngã đổ. Một số trường học như trường mầm non Hướng Dương, trường tiểu học Hải Vân cũng bị ảnh hưởng, khiến hư hỏng nhiều đồ đạc, vật dụng. Đồn biên phòng Hải Vân đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến các điểm trường học, khu dân cư giúp đỡ người dân và các thầy cô giáo quét dọn trường lớp, khơi thông dòng chảy và di chuyển vật dụng của các gia đình trường học. Sau khi cơn bão tan, thì cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Vân đã nhanh chóng triển khai lực lượng ra các khu vực nhà dân và các khu vực trường học, bãi biển để tổ chức dọn dẹp, phát quang các khu vực. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ cho tụi em, chứ nếu không thì tụi em một lò mò tới tối chưa xong. Tại các địa bàn ven biển, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Non Nước, Phú Lộc, Sơn Trà cùng với các lực lượng tham gia dọn vệ sinh, hãy làm sạch biển. Bên cạnh đó, đồn biên phòng Sơn Trà cử cán bộ xuống tại khu vực cảng cá âu thuyền giúp bà con ngư dân bố trí sắp xếp lại tàu thuyền. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, hiện nay đề phòng mưa lớn trên thượng nguồn, nước đổ về mạnh, do vậy tàu thuyền không được tự ý di chuyển trên sông Hàn và các khu vực nguy hiểm, tránh xảy ra tai nạn.